Thưa quý vị, gần đây trung bình mỗi ngày Bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận từ 50 đến 70 trường hợp bệnh nhân đến khám do bị viêm da tiếp xúc vì kiến ba khoang. Chuyên mục hôm nay sẽ mang đến cho quý khán giả những thông tin hữu ích về dịch kiến ba khoang trong mùa mưa. Bác sĩ Phạm Thị Uyển Nhi, Phó trưởng phòng điều hành phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mùa mưa có nhiệt độ và độ ẩm thích hợp cho kiến ba khoang sinh sản. Người dân khi tiếp xúc với dịch tiết do kiến ba khoang tiết ra sẽ gây ra tình trạng kích ứng da, xuất hiện những vết vụn nước, rộp trên bề mặt da. Tình trạng này sẽ bị lan rộng nếu chăm sóc vết thương không đúng cách hoặc cào gãi chỗ vết thương. Thời gian gần đây, mỗi ngày, Bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận từ 50 đến 70 trường hợp khám bệnh do kiến ba khoang gây ra. Nhờ đến sớm nên đa số bệnh nhân được bác sĩ xử lý kịp thời, không để lại biến chứng. Một số trường hợp đã đến bệnh viện khi tình trạng đã quá nặng do áp dụng những phương pháp dân gian. Bệnh nhân tự điều trị không đúng cách gây tình trạng bội nhiễm. Cũng có nhiều bệnh nhân điều trị ở những cơ sở không uy tín, chẩn đoán bệnh sai thành bệnh zona nên làm bệnh nặng thêm. Do đó, bác sĩ Nguyễn Nhi khuyên khi bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang, người bệnh nên rửa sạch vùng dịch do kiến ba khoang gây ra, rửa nhẹ nhàng nhằm làm trôi đi dịch độc của kiến ba khoang, không chà sát mạnh vì nếu chà sát mạnh sẽ lây lan dịch tiết của kiến ba khoang làm bệnh nặng thêm. Ngoài ra cần hạn chế cạo gãy, chà sát, làm vỡ những mụn nước. Khi da xuất hiện tình trạng này, người dân nên đến khám tại bệnh viện hoặc các bác sĩ chuyên khoa. Khi bị kiến ba khoang cắn, nếu người bệnh không được chữa trị đúng cách, ví dụ như đắp lá, đắp thuốc, những loại chất không rõ loại trên bề mặt da làm tình trạng da bệnh nặng hơn, dẫn đến nhiễm trùng, vết thương sẽ lan rộng hơn. Các bác sĩ khuyến cáo mùa mưa là mùa hoạt động sinh sản của kiến ba khoang. Chính vì vậy, ở những vùng cây cối nhiều có thể đặt lưới phòng chống côn trùng. Do tập tính thích ánh đèn nên giảm bớt ánh đèn trong nhà để hạn chế thu hút kiến ba khoang. Ngoài ra nên vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, đặc biệt là những nơi dễ ẩn náu của kiến như khe cửa, những vị trí ẩm thấp trong góc kẹt nhà, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, hạn chế phơi áo quần ban đêm. Thưa quý vị, hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý khán giả phòng tránh kiến ba khoang hiệu quả trong mùa mưa này.